Hello, chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem trại ong mình làm đây. Hôm nay là làm clip để cho các bạn xem là hàng ngày trại ong mình đặt như thế nào nhé. Thì đây là bảy ong này mọi người. Đây là bảy ong này. Đây là đàn ong mới tách nhá, mới chia ra đấy. Đàn ong mới đấy. Đây, đàn ong mới này. 6 hàng mới chia ra là mấy con chua mới đấy, tách từ đàn gốc, tách từ đàn gốc. Đàn gốc ở bên này này mọi người này, đàn gốc thì ở bên này nhé. Đây trại ong này, trại ong tổng cộng cả trại đây là 520 đàn nhé các bạn, 520 đàn. Tí từ tới đầu kia luôn các bạn. Thì giờ này là 4 giờ chiều. 4 giờ chiều ông là vẫn đang đi làm. Ông nó nóng quá nó ra ngoài các bạn. Ông này nói chung thì nó hiền lắm. Nó không giống như ong rừng thì thôi chứ. Ong rừng mà sờ như này thì ấy chả. Nó vừa làm cho một phát ở đây. Còn không đụng ong đấy. Còn bên này là cái số ong vừa mới tách từ đàn gốc ra đây. Ong này mới các bạn. Mới tách cách đây 8 ngày. 8 ngày hôm nay. Thì cái số này nó còn yếu thôi, đàn mới mà. Vừa mới cắn chúa mới. Đây, bây giờ thông cho các bạn xem nhé. Đấy các bạn. Ong nó còn có hai cầu không mà. Hai cầu. Mà mình đổ đường cho nó ăn nhé. Chứ về đây là không có mật đâu các bạn ạ. Về đây chủ yếu là nó có phấn hoa thôi chứ không có mật. Tại vì cái trại ong này cũng từ miền Trung chạy về á. Từ miền Trung chạy về. Ở miền Trung thì nó có mật, còn về đây thì không có mật đâu các bạn. Đây, trời nó đang chuẩn bị mưa đây. Mây đen xì. Trời nó nắng rồi các bạn. Trời nó nắng rồi. Trời nó nắng nên là mấy cái thùng ong mình bấm cái tấm này nhé. Tấm mát để che cho nó mát này. Chứ đặt đây là vườn, đây là vườn điều, cây nó còn nhỏ chứ không có bóng mát mấy. Về đây thì hoa vẫn có nhưng mà mật lại không có đâu các bạn ạ. Mật thì không có, nó chỉ có phấn á, phấn hoa các bạn. Các bạn biết phấn hoa rồi ấy. Mật thì không có. Mình về đây thì mình đỡ đầu tư cho nó ăn phấn. Chủ yếu là mình đổ đường cho nó thôi. Đường ở đây là không phải đổ đường ra để mà khai thác mật đâu các bạn nhé. Đổ đường để cho nan đó các bạn. Để cho nan để duy trì nó ấy. Chủ yếu về đây là mình nuôi nó thôi. Còn ở miền Trung kia thì mới đấy mới là mùa khai thác các bạn ạ. Còn về trong này á, trong Nam này á, là không 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 mùa này là không có mật đâu các bạn nhé. Nếu mà mật khai thác ở trong Nam này á, nó phải rơi vào tầm tháng 12 dương lịch á các bạn. Bắt đầu mà hoa cà phê nó nở, hoa cà phê nó nở với lại hoa điều nó có á, là lúc đấy là bắt đầu mùa khai thác. Khai thác tới Tết là bắt đầu tới Tết. Quay mật khai thác ở đây xong rồi á, là tầm tháng 3 nhé các bạn. Tầm tháng 3 dương lịch ấy. Tháng 3 dương lịch thì mình lại chạy đi miền Trung. Còn có người thì lại chạy đi Bắc. Đi Bắc để khai thác mật vải, mật nhãn. Còn như mình đây thì đi miền Trung. Đi miền Trung là các bạn, đi miền Trung là các bạn biết rồi chứ. Miền Trung là nhiều cái keo á các bạn. Cái keo là dân địa phương ở đấy họ gọi là cây tràm ấy. Chủ yếu vào đấy là để khai thác mật tràm. Nằm đấy là lâu nhất các bạn ạ.
riêng cái nghề ong này á các bạn, đi là cứ ở chỗ này 1 tháng hoặc là 2 tháng xong rồi mình lại dọn đi chỗ khác. Nói chung là đi khắp nơi luôn, cứ chỗ nào khai thác được hoặc là thu thu được có ong nó lên được ấy là mình sẽ đi chỗ đó. Còn ở chỗ điểm ở lâu nhất đấy là ở Quảng Bình nhé các bạn nhé. Ở Quảng Bình đó là ở lâu nhất là tới 6 tháng luôn. Còn cái điểm này là mình mới về ấy. Điểm này mình mới về gần 1 tháng rồi. Gần 1 tháng rồi. 1 tháng nữa là bọn mình sẽ đi đấy. 1 tháng bọn mình sẽ đi chỗ khác. Để mà kiếm chỗ khác để mà khai thác các bạn. Đi kiếm chỗ khác. Cái nghề này các bạn, nó cũng buồn vui lẫn lộn. Còn đi chỗ nào nó gần dân á thì nó vui. Còn đi chỗ đặt cái điểm nào mà nó không có dân ấy, xa dân thì nó buồn lắm các bạn. Nhất là cái đợt mà mình ở Quảng Bình ấy. Buồn thôi rồi luôn. Đặt xa dân 13 cây số. Làm cái nghề này á các bạn. Thì cái nghề này nó buồn có, vui cũng có. Buồn thì mình xa gia đình này. Còn vui thì mình vui thì lại đi gặp những anh em khác, gặp giao lưu, đi vùng đất khác, mình quen họ dân ở đấy. Mình quen nhiều người lắm. Quen các vùng miền đó các bạn. Mình giao lưu với họ. Buồn vui nên là đi nuôi ong ấy là buồn vui lẫn lộn. Buồn có, vui có. Hôm nay là mình tâm sự với mọi người ở đây. Đây ở đây có cái trụ điện. Điện ba pha nhưng mà không xài được nhá các bạn nhá. Điện của người ta đấy. Còn tụi mình xài điện này này. Kì, đây con. Đây bọn mình đi dùng tấm năng lượng này các bạn. Đây, tấm năng lượng này. Xài 4 cái tấm năng lượng luôn. Nắng thì nó có điện nhé các bạn nhé. Dùng tấm năng lượng này á là mình sẽ nối vào một cái dây cắm vào bình ắc quy các bạn, cắm vào bình ắc quy, xong rồi từ bình ắc quy truyền vào bộ đổi nguồn đấy để mà dùng sạc điện thoại, đi đâu rồi cũng có điện hết nhé các bạn nhé, nên là ở trái ong là không phải sợ không có điện. Đi ong mà mình phải sắm mấy cái tấm này các bạn này để mà sạc điện thoại. Đây, trại trong trại mình ở đây. Đây, thấy không ạ? Trong trại thì mình không tiện quay cho các bạn đâu nhé. Đó, trại đó. Trại mình ở đấy. Còn phía trước đây là đàn ong gốc đây. Đấy, hồi nãy đàn ong gốc mình quay cho các bạn xem đấy. Tít đầu kia luôn. Tới tít đầu kia luôn nhé các bạn nhé. Hiện tại trại mình đang ở một mình đây. Đây mình vừa mới phát hiện là có một đàn nó bốc bay này các bạn này. Có một đàn nó bốc bay. Nó bay là con chúa tơ nó nở các bạn. Chúa mới ấy. Chúa tơ nó nở ra xong nó tách đàn nó tự bay luôn này. Mình không phát hiện kịp ấy. Kịp ấy. Đây, mình quay cho các bạn xem này. Đây các bạn này. Đấy. Trong trong cái đàn này, trong tổ này này là nó có một con chúa nhé các bạn nhé. Ở trong tổ này này nó có một con chúa này, con chúa tơ ấy, con chúa cắt tạo nó nở ra đấy. Ở bên kia nó có một đàn nữa thì tối mình bắt đấy ngay đồ kia. Cái đốm đen đen như các bạn thấy không là nó đấy, nó bốc bay rồi, nó bay ở trên cây nó tụ. Nhưng mà nó tụ lại một đống ở đây thì 1-2 ngày sau nó không đi à? Nó bay như vậy nhưng mà 1-2 ngày sau nó cũng bay đi. Tại vì con chúa 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 cấp tạo các bạn. 1-2 ngày nó nở ra xong nó tập bay xong rồi.
nó lại đi phối. Nó lại đi phối thì nó đi tùm lum các bạn. Thì bắt buộc cái đàn này này, cái đàn mình vừa quay cho các bạn xem này. Cái đàn này này, khi nào con chúa nó đi phối à, chúng nó đi phối á, là cái đàn này tự nhiên nó sẽ bay đi này. Nó không ở nữa. Nên là tối mình bắt buộc phải bắt nó nhé. Bắt để cho xuống lại vào thùng này. Cho vào thùng ong này. Này, mấy cái thùng này này. Tối mình bắt nó. Với video của mình cũng dài rồi, đến đây cũng dài rồi. Mình cũng tạm dừng video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.